Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tổ chức Thể thao Đường phố Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với lần thứ hai phá lại cái kỷ lục trước của Dũng Phạm trong bài Test Challenge. Sẽ để sắp tới sẽ làm cái thử thách để cho cộng đồng chúng ta tham gia. Hôm trước thì Dũng thực hiện là 10 phút, hơn 10 phút với 4 bài. Hôm nay sẽ là phụ Dũng sẽ làm đủ 5 bài. Sẽ xem trong vòng bao lâu. Chân hôm nay cũng khá là ok rồi nên là Dũng cũng sẽ thực hiện nốt bài squat. Ok, Dũng sẵn sàng chưa? Ok, hôm nay mặc thêm áo bởi vì hôm nay rất là lạnh nên là nó sẽ nặng hơn. Thứ nhất là áo nó nặng hơn, cái thứ hai là trời nó lạnh nên cơ nó không nóng hơn được. Xả cũng lạnh á. Nhiệt độ ở Hà Nội hôm nay rơi vào khoảng 2 cm. Dũng mặc áo và áo này của hội thành ra nó sẽ tặng nặng khoảng tương đương với tầm 5.000 mg. Ok. Và Dũng sẵn sàng chưa nhỉ? Ok. Xấu biết phân đấu. Rồi. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 lần pull up nhá anh em nhá. 11 tiếp nào, 12 lên, 13 14 15 16 17. Đấy, form kéo rất tốt nhá. 18 xuống hết tay vai và kéo lên qua cằm. 19 tiếp nào, 20. Ok rồi, xong bài thứ nhất nhá. Trong khi thực hiện các bài này thì chúng ta hoàn toàn có thể nghỉ nhá, nghỉ sau đó chúng lại thực hiện tiếp, không nhất thiết phải thực hiện một cái liên tục. 30 dip bài thứ hai nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 quên 12 13 14 form rất đẹp nhá. 15 16 17 18 cố lên nào. 19 20 tay Dũng rất to nhá. 21 22 to như tay xà đơn này. 23 24 mới nào. 25 đây 5 nữa. 26 27 28 28 29 30. Ok, đã xong bài thứ hai. Trong cái challenge này thì Tổ chức Thể thao Đường phố Việt Nam sẽ không quá gắt trong việc về thực hiện form của động tác. Có anh em có thể hơi cheat một xíu cũng ok nhá. Không gắt như thi giải basic. Nếu như anh em nào đã tham gia bài giải basic và đã xem rồi thì anh em sẽ thấy nội dung kéo xà hay là xà kép hay là push up chống chấm rất là gắt luôn, đúng không? Còn không tính và không tính luôn. Còn đâu trong cái challenge này thì cái form nó cũng không quá đề cao lắm, mà sẽ đề cao cái tinh thần mà anh em cố gắng hết sức để có thể thực hiện hoàn thành cái challenge này thôi. 5 bài dưới 6 phút nhá. Bài thứ 3, 1 chin up 20 lần ấy. Tiếp nào. 2. Tiếp nào. 3. Quên. 4. Quên. Quên. 5. Còn anh em nào khỏe thì sẽ cố gắng là nên làm đúng form để cho những anh em mà yếu hơn thì chúng ta có những cái sự ngưỡng mộ nhất định nhá. 6 7 7 rồi. Thôi nào.
Ngồi lên. Bảy. Thời gian. Bảy. Thời gian. 3 phút rồi. Cổ động viên. 3 phút 50. Bảy. Tám. Ngồi lên nào. Chín. Ngồi lên. Mười. Tốt. Ngồi lên. Dũng hôm nay có vẻ thực hiện tốt hơn lần thứ nhất. Lần thứ nhất là Dũng làm cách đây 5 hôm. 11. Mười hai. Và sau khi lần thứ nhất đấy thì là Dũng đau người đến ngày hôm nay vẫn chưa hết. 12, ngồi lên. 12. Nhưng chắc chắn là thành tích hôm nay cũng sẽ tốt hơn hôm trước thôi. 13. 13. 14. Bởi vì khi mà không tính à, 13, ok, Dũng đã xin phép không tính cái rep vừa rồi, nó không được tốt cho lắm. 13. Thực ra thì cái challenge này cũng mang đến một cái mục đích, một cái mục tiêu là hướng giúp cho mọi người có một cái động lực để mọi người tập luyện, phấn đấu đến có một kết quả tốt hơn. 14. 15. 15. 15. 16. 16 rồi. Hết. 17. 17. Khi mà có cái mục tiêu thì chắc chắn là anh em sẽ phấn đấu và có cái động lực rất là cao. 18. 18. Ê, hai cái nữa đó. 19. Một rep nữa, một rep nữa. Một rep nữa. 20. Ok, đã xong 3 bài và chuyển qua bài thứ 4, push up 40 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 rồi. Nào, còn 2 năm cái. 16 17 18 quên. 19 20. Còn 20 cái nữa. 20 cái nữa. 7 phút hơn, 7 phút 15 rồi. 21 22 23. Vậy nào. 24. 25. 25. 15 cái nữa. 26. 27. Càng về sau càng nặng. 27. 28. 29. 30. À, 8 phút rồi. 31. 31. 31. 32. 33. 33. 34. 34. Còn bao nhiêu cái nữa nhỉ? Còn bao nhiêu cái nữa? 6 cái à? Đúng không? 40 chứ 34 còn 6 đúng không? Đúng không? Chuẩn rồi.
chín ưa rồi. Ba năm quên ba sáu nhanh hơn nửa phút, ba bảy thôi trước rồi vậy. Ba tám ba chín cái nữa nhanh hơn nửa phút so với trước. 40 đúng chuẩn thật. Nhanh hơn nửa phút so với lần thứ nhất. Và bài cuối. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Rồi ôi hết 10 phút 15 giây. Đây 10 phút 15 giây. Rồi. Để Dũng sẽ hoàn thành bài này. Và so với lần thứ nhất thì Dũng nhanh hơn, nếu tính 4 bài là Dũng nhanh hơn nửa phút. Vậy là cứ sau một lần Dũng nhanh hơn nửa phút mà chúng ta phải đặt yêu cầu là dưới 6 phút thôi. Dưới 5 nó 4 bài. Dưới 5 phút nó 4 bài. Vậy là Dũng sẽ phải thực hiện bài này 10 lần. Đấy, đấy anh em thấy chưa? Đấy đấy là cái mục tiêu và phấn đấu cố gắng để tập luyện đấy. Đấy như vậy. Mà anh em nào mà đang thiếu động lực tập luyện thì cố gắng là tham gia cái trò lần này để chúng ta lấy lại động lực tập luyện nhá. Và hẹn gặp lại Dũng vào lần test thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và sau này nữa nhá. Anh em xem thì hãy like và share cái challenge này, share video này và tag bạn bè vào để chúng ta cùng tham gia cái challenge này nhá. Để xem ai hoàn thành bài nhanh hơn và đẹp hơn nhá. Và chúc mọi người tập luyện tốt. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.